Giờ kênh Lưu Nguyễn Hoàng Kiển kính chào quý bà con và các bạn đã xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn chiêu hương đoàn giao lưu pho hoa với Mỹ nha bà con. Cây rất là đẹp luôn ha, to quái siêu vip luôn nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Em chào chị. Dạ em xin chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem lúc ngày hôm nay của nhà vườn hương đoàn em. Cô chú anh chị có ủng hộ nhà vườn em thông qua số điện thoại 0939421599. Thì đầu tiên giao lưu với cô chú anh chị cây pho giấy Mỹ mã số 1 đó cô chú anh chị. Mã số 1 là cây quái tông dài luôn ạ. Mã số 1 thì có bành cổ là 30, sổ đế là 65. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 1 là 400 ạ. 400 bao ship cho một cây tông quái. Tiếp theo lên cây mã số 2. Cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 thì cây này nó có bành cổ là 29, sổ đế là 55. Cây mã số 2 thì em giao lưu với cô chú anh chị cây này quái đẹp nè, 308 bao ship ạ. 308 cho mã số 2. Tiếp theo là em lên cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 là cây quái nè. Mã số 3 thì cây này nó có hoành cổ là 29, sổ đế của cây này là 60. Cây này cũng lông dài luôn cô chú anh chị, sổ đế cao nè. Cây này thì em giao lưu là 300 bao ship cho mã số 3. 300 nha. Số 3 là 300 nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên mã số 4. Mã số 4 là cây quái nè. Mã số 4, mã số 4 thì có hoành cổ là 26, sổ đế là 50. Cây mã số 4 thì em giao lưu với cô chú anh chị cây này là 260.000, 260 cho mã số 4. Thêm lên mã số 5. Cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 thì cây này nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 60. Cây mã số 5 giao lưu với cô chú anh chị mình con này to à, có 360 cô chú ơi. 360 bao ship luôn ạ. Tiếp theo lên mã số 6. Mã số 6 là một cây phoi bự nha cô chú anh chị, phoi bự mà đặc nữa. Mã số 6 thì cây này nó có vành cổ là 44, sổ đế là 55. Cây mã số 6 cây bự to, 900 bao ship ạ. Mã số 6 là 900 nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên cây mã số 7. Mã số 7 cây này nặng quá nè. Mã số 7 thì cây này nó có vành cổ là 33, sổ đế của cây này là 55. Cây mã số 7 em giao lưu là 330 bao ship ạ. 330 cho mã số 7 ạ. Cây này nặng lực lắm cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây mã số 8. Mã số 8 là một cây phoi đặc, có hoành cổ là 36, sổ đế là 50. Cây mã số 8 em giao lưu là 350. 350 cho mã số 8 cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã số 9. Mã số 9 cây này cây bự nè cô chú. Mã số 9. Mã số 9 thì cây này có hoành cổ là 27, sổ đế là 58. Cây này cao 80 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 ạ. À. Mã số 9 là 380 bao ship. Cái này là mã số 10. Cây mã số 10. Cây này thì nó có hoành cổ là 31, sổ đế là 58. Cây mã số 10 nha cô chú anh chị. Cây này tông cũng quái nha. Cây này thì 400 ạ. À. Mã số 10 là 400 bao ship ạ. À. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11. Cây này có cái cốt lên nha cô chú anh chị, để mình ghép và cái siêu bông cũng được nè. Mã số 11 thì cây này có hoành cổ là 28, sổ đế của cây này là 55. Cây này em giao lưu là 250 ạ. 250 cho mã số 11. Tiếp theo lên mã số 12. Mã số 12 thì cây này nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 52. Cây này em giao lưu là 450 ạ. Mã số 12 là 450 bao ship nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13 cây sổ đế dài nha cô chú anh chị. Mã số 13 thì có hoành cổ là 27, sổ đế là 65. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 320.000 ạ. 320 bao ship cho mã số 13. Tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 thì cây này có hoành cổ là 27, sổ đế là 50. Cây này em giao lưu là 300 ạ. 300 cho một cây phôi lực đặc luôn cô chú anh chị. 300 bao ship. Tiếp theo lên mã số 15 ạ.
mã số 15, cây này phôi to nha cô chú. Cây này có bành cổ là 32 sổ đế là 60, mã số 15, một cây phôi to bự luôn. Cây này chỉnh giao lưu là 430 bao ship ạ. Mã số 15. Tiếp theo lên mã số 16. Mã số 16 cây này dễ thương quá nè cô chú. Mã số 16 thì cây này có bành cổ là 24 sổ đế là 50, cây này thì 220.000 nha cô chú anh chị. 220 do có bị chạy chỗ này nên bán 220. Chạy trong quá trình vận chuyển. Cây đế đặc luôn ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 17. Mã số 17. Cây này thì có bành cổ là 35, sổ đế là 55. Cây này cũng lực bự lắm rồi cô chú. Cây này em giao lưu là 400 ạ. 400 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 18. Cây mã số 18 thì cây này nó có bành cổ là 31, sổ đế là 60. Mã số 18 cây này cũng to bự nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 ạ. 350 bao ship cho mã số 18. Tiếp theo lên mã số 19. Mã số 19 là cây lực. Cây này giống như một rễ nha cô chú. Mã số 19 thì có bành cổ là 40. Sổ đế của cây này là 57. Cây này em giao lưu là 1 triệu. Cây này là đế nở nha cô chú anh chị, từ trên xuống dưới là nó bự ra dần nha. 1 triệu bao ship cho mã số 19. Cây này phải to. Tiếp theo lên mã số 20 là một cây dáng chụp. Mã số 20 thì cây này có bành cổ là 25, sổ đế là 55, tổng cao là 80. Cây này em giao lưu là 260.000 nha cô chú. 260 cho mã số là 20. Tiếp theo lên mã số 21. Mã số 21 thì cây này nó có bành cổ. Bành cổ ngay đây là 40 nha cô chú. Sổ đế là 55. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260.000 ạ. 260 bao ship, cây rất là to nha cô chú anh chị. Nhận ở ngoài là đã báo to luôn á. 260. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 22. Mã số 22 thì cây có bành cổ là 28, sổ đế là 50. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300.000. Cây này đẹp, có duyên lắm rồi cô chú anh chị. Đế nở nữa. 300 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 23. Mã số 23 là cây này to nha cô chú anh chị. Mã số 23 thì cây này có bành cổ là 31, sổ đế là 60. Phôi to lực bự luôn, em giao lưu với cô chú anh chị mình 600 bao ship nha cô chú anh chị. Cây rất là to luôn á. Tiếp theo lên mã số 24. Mã số 24 cây này tập ghép đây nè cô chú anh chị. Mã số 24 thì cây này có bành cổ là 26, sổ đế là 60. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 180 ạ. 180 cây sổ đế dài nha cô chú. Tiếp theo lên mã số 25. Mã số 25 thì cây này có bành cổ là 32, sổ đế là 55. Cây này phôi cũng lực nữa nha cô chú anh chị. Phôi lực và đặc luôn. Cây này em giao lưu là 550 ạ. 550 bao ship, cây này nó già cũ lắm mà cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này mã số 26. Mã số 26 là một cây tông đứng nha cô chú anh chị, tông đứng quái. Có bành cổ là 30, sổ đế là 60. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 bao ship ạ. 380 mà phôi này ở ngoài là to nha cô chú anh chị. 380. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 27. Mã số 27 thì cây này có bành cổ là 30, sổ đế của cây này là 60. Cây này cũng to nữa nè, cây này thì 450 nha cô chú anh chị. 450 bao ship cho một cây to. Tiếp theo em lên cây có cốt cao, cây này dễ mua nha cô chú anh chị. Cây này dùng để ghép ngũ sắc đẹp nè. Cây này mã số là 28, có bành cổ là 21, sổ đế là 55, tổng cao là 1m. Cây này thì 200 mà cô chú. Rất là dễ mua luôn ha. Ghép ngũ sắc rủ xuống luôn ạ. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 29. Mã số 29 thì cây này nó có bành cổ là 29, sổ đế là 60. Cây này cũng cây to nữa nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460 ạ. Cây bự mà quái á. 460 bao ship. Tiếp theo em lên cây một rễ nha cô chú. Trong clip này có cây này một rễ à. Cây mã số 30. Cây này thì nó có bành cổ là 31,
Mình cổ là 27 chứ, sổ đấy là 50, cây này 200 mà cô chú. 200 bầu xếp ạ. Tiếp theo em lên mã số 31. Mã số 31 cây này cũng to nữa nè. Mã số 31 thì có bành cổ là 27, sổ đế của cây này là 56. Cây này em giao lưu là 330.000 ạ, 330 bao ship. Cây này nặng lắm nha cô chú anh chị. 330. Tiếp theo em lên cây này mã số 32. Mã số 32 là một cây quái. Quái cực kỳ quái luôn nè cô chú. Cây này thì có bành cổ là 29, sổ đế là 53. Một cây quái như thế này em giao lưu là 340.000 ạ, 340.000 bao ship. Tiếp theo em lên mã số 33. Mã số 33 con này siêu dễ thương nha cô chú anh chị. Cây này có hoành cổ là 23, sổ đế là 47. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá chi ăn luôn ha, 200 bao ship ạ. Mã số 33 200 là mã số cuối clip. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và em xin chào. Em cảm ơn chị Hương, em xin chào bà con nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.